Hey, em đã gặp đúng mẫu người mình thích đó em đã gặp ở đám cưới sao uh -huh. em nên qua gặp cậu ta chứ bạn của chú rể em y mấy em đoán vậy à, cùng lắm là ngoài 30 cứ coi như là tầm 30 đi nhiều lắm là 32 tuổi hả thi chứ? chỉ là nhìn mặt nên em đoán như vậy thôi à <laughs> sau khi tiệc xong thì đã không thấy đâu nhưng mà đổi là chắc chắc tại còn trẻ mặt nhìn cũng nam tính nữa Em thích kiểu đàn ông cơ bắp hả? Um, không hẳn là chị à. Cô dâu có đẹp không? Vẫn lộ rõ tuổi già. Không biết chúng ta... Chị đừng mơ mộng hảo quyền nữa. <laughs> chị á, vẫn luôn muốn mặc váy cưới một lần trong đời. À, dù không... <laughs> Sinh nhật, em tặng chị cái đó được không? nè cậu ạ à. à. trời nóng quá ha cậu uống cái này đi à. ừ. ngon quá chị tự say luôn hả tôi còn thêm cả sữa chua nữa nếu mệt thì cậu cứ nghỉ đi ơi à, có gì mà mệt chứ hả? nè chân nữa nè tôi nghe nói đàn ông đô chân thì khỏe lắm đó chị muốn kiểm chứng không ôi trời ơi trời ô ô ô chóng mặt quá mau thả tôi xuống đi chóng mặt lắm nè nè ừ. ôi. <laughs> chắc mình điên rồi mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ô. ai mà biết được chứ Tina Đa tần Nơ vẫn sống Hôm nay mình định tới chào hỏi mẹ cô ấy. Hồi ừ. ừ. xe này em cũng buồn ngủ hết Sắp về tới nhà rồi Nói như vậy, nghĩ là cô ấy rất tin tưởng mình Tôi muốn hỏi về mẹ của cô đó. Dạ. Quản lý của cô hả? Các bác sẽ lo lắng vì quản lý là đàn ông mà. Tôi cũng nên gặp bác một chút chứ. <laughs> mẹ em không lo. Nhưng tôi cũng nên gặp bác một lần. Để sao đi anh? Vậy cũng được. Anh về. Mẹ em nói là khi nào quay xong, mẹ sẽ mời anh qua nhà gặp mặt một lần. Dù nhà em không được đẹp lắm. <laughs> Mai hẹn cô lúc 9 giờ hả? Dạ. Alo. Là em Aurora đây. Ừ. Có. Anh ra ngoài một chút được không? Em đang ở trước nhà nè. Chuyện gì đây? Anh biết rồi. À, mình biết sẽ vậy mà. Đi hả? em qua đây bằng gì em đi taxi anh qua đón em cũng được mà cũng đã lâu rồi em chưa tới đây em không thích anh nói tới chuyện này cái này là quà tặng gì vậy là thẻ quà tặng em nghĩ trước đây em đã tiêu quá tới là để trả lại hả em không hề thích mình mắc nợ người khác Món canh đồng miệng hôm qua Em đã ăn rất là Em thiệt là Em Em nghĩ anh tính toán em đã tiêu ha bao nhiêu sao Em sẽ lo lắng Tiêu tiền của anh làm cho em lo vậy em không lo cho mẹ của em à Anh đừng có nói ra vậy Em đã từng nghĩ tới hoàn cảnh của mẹ Em, em đã chưa... làm hết tất cả những gì có thể cho mẹ Nếu rồi Em vậy còn trước đi Khi mà nhà em chưa phá sản phải <laughs> đứa con hư Vậy mà mấy chục năm qua mẹ em chưa từng đến Insa Đông à? Mẹ của em đã nói về nhà hàng Trung Hoa vẫn hay đi ăn khi đi thăm đền rồi mua mì tương đen cho mẹ. Mẹ đi ăn mà không nói gì hết. Em cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình. Nhìn như là một bà nghĩa vụ. Có phải không? Mẹ em đã nói vậy sao? Vì nghe mẹ nói đã vài chục năm chưa tới Insan Đông. Nên anh đã hỏi. Dù em không nói ra, mẹ vẫn hiểu hết đó. Em sợ mọi người nghĩ mẹ là bà của em nên em không thích đi ra ngoài với mẹ vậy mà em nói là em quan tâm tới mẹ mà thôi quên đi tình cảm của anh đã không còn nữa để em có thể chuyên tâm tại sao sao anh lại quan tâm tới mẹ em phải ở nhà cả ngày thì cả người trẻ cũng mắc bệnh là tâm bệnh đó với lại anh coi bác như mẹ mình nếu như mẹ anh vẫn còn sống cũng chỉ hơn mẹ em có hai tuổi nếu mẹ anh có thể anh sẽ đưa mẹ đi khắp nơi và chăm lo cho mẹ sao em có thể thấy xấu hổ vì mẹ em chứ vì bà đã già em chứ... không có xấu anh biết bây giờ mẹ cảm thấy thế nào nên anh không thể để mẹ ở nhà một mình với thẻ quà tặng đó để mua quà cho mẹ của em đi vậy anh muốn em làm gì bây giờ ai lầm rồi em thật giỏi khiến người ta phát chán đâu phải chỉ mình em em cứ nên gặp các chị cũng vấn đề của mình anh còn không lo nổi thì sao mà anh lên lớp với em vậy mọi vấn đề đều có thứ tự giải quyết mà anh sẽ lo liệu mọi chuyện đứng đó chờ anh anh đi lấy chìa khóa xe ơi phim sao ngư lan như lại đổi ý à không có người hẹn gặp em ai vậy ê chị đừng có nhiều chuyện nữa mà chị à ui. Cô giáo của em đâu rồi Cô ấy có hẹn đi xem phim với đồng nghiệp rồi Vậy là cô ấy muốn em dọn nhà cho cô ấy à Natasha Cô ấy bỏ nhà đi rồi Em biết rồi Sáng nay anh ấy mới nhắn tin cho em Dạ chắc coi phim cũng mất tới 2-3 tiếng. Cho nên mình đi đâu đó nói chuyện đi. Em còn phải giặt đồ với lại ủi đồ nữa anh à. Anh sẽ chờ và gặp cô ấy sao À. Đi thôi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Hôm nay em đã ăn những gì vậy? Ờ, à, buổi sáng thì em ăn mì, trưa thì bánh anh đã nói là đừng có ăn bột mì mà Nhưng mà em không ăn được món khác một mình Ngoài đồ ăn chứa bột mì Nhà em không còn cái gì khác để ăn Còn có cơm nguội nữa Thường là giờ sáng sớm Nên tụi em ăn đồ ăn liền Ở trong xe trang điểm luôn Em đang làm cho đoàn phim gì vậy? Em gái của anh đóng phim đó đó Ai vậy anh? Là Suri Mắt chị Yên <laughs> Ôi trời ơi <laughs> Là chị Chon Ran Em chuyển lời giùm anh Tối nay anh sẽ gặp cổ <laughs> Alo Ở đâu vậy Sao em không có ở nhà Ờ chị về nhà rồi hả Ừ Vì xin Da bị đau đầu Nên bọn chị phải về dù mới chơi đây Nhưng mà Em vẫn còn một vị khách nữa Khách sao Dạ Khách của em hay của chị Em sẽ nói cho chị biết Nếu mà chị không mệt Thì chị hãy tới quán cà phê đi Bạn trai em hả thì... <laughs> vậy mà hợp trài giấu chị nha xấu quá đi đưa cậu ấy tới đây đi dạ em muốn gặp anh ấy nhà nhưng chúng ta nên uống cho xong đã anh nhớ là đừng nói là mình làm ở bệnh viện trung nam đó cũng đừng có nói gì về chi yên nha không thể nói mình là thằng ăn bám được cứ nói là anh uh, bắt đầu phát triển trò chơi với bạn mình <laughs> anh biết qua nào quanh đây không ta anh không thể tới đó tay không được anh chỉ có một chai rượu của bệnh nhân tặng để trong xe thôi cú tính vậy anh đã nói là sẽ đưa em về mà em đi taxi là được mà có sao đâu phụ nữ đi taxi ban đêm nguy hiểm lắm em biết không Việc đó khiến anh nhớ lại chuyện cũ đó. Anh đã rất lo rằng em bị bắt cóc. Em còn tắt cái điện thoại nữa. Em xin lỗi. Em đã không nghĩ tới chuyện đó. Em thật lòng đó chứ. Ừ. Anh đã không lái xe nổi nữa. Anh đạp ga hết cỡ khi tới đây thì hãy dành chút thời gian vào trong xe ngồi cùng anh Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng ta Chúng cặp đã hẹn hò dài năm <laughs> Chúng ta đến rạp phim ngoài trời đi Nhưng mà không có Đúc Đa ở đây <laughs> Em cứ nghe lời của anh đi Anh có nên viết lời thề không? <laughs> anh đã nói với bác gái sẽ thuê phòng anh trai em để làm văn phòng của anh. Thật kỳ lạ là chỉ ở căn phòng đó. Anh không thích phim sao Ngô Lan sao? Anh đang thấy Nam Mô ngoài đời thực nè. Em phải đi ngủ sớm để mai còn đi làm nữa. Bảy tiếng ngủ vậy là đủ rồi mà. Nhưng mà sáng em còn phải gội chờ đợi mình. <laughs> anh biết rồi. anh vào trong nhà có được không anh không muốn về hay em anh nghiêm túc khi nói vậy hả <laughs> anh mong ước được vậy thôi sẽ có cảnh em ôm Dô Dông phải không? Ừ. Em... Là anh sao? Anh còn chưa ôm em, mà em định ôm người khác hả? Thì em làm được gì khác chứ? Mà thôi đi, tượng cảnh đó cũng khiến anh phát ốm. Anh nên về đi. Thỉnh thoảng em cũng nên nói là nói lấy lệ. Mỗi khi mà em nói câu đó, tim của anh có cảm giác như bị băng xuyên qua vậy hẹn gặp anh <laughs> Xin em hãy hiểu cho cảm xúc của anh. Em hiểu mà. Hãy hứa với anh một điều nữa. Nếu anh có gọi thì hãy nghe máy. Hử? Nếu như không kịp bắt máy, ít nhất hãy gọi lại cho anh. Em không biết nữa. <laughs> em không biết gì chứ. Aurora. Liệu em có tin anh không? Nếu anh phải nói em là tình đầu của anh, tim mình. Em phải vui phải không? ngủ ngon <laughs> em khỏe chứ <laughs> con không coi sao ngu lan à phim vui lắm con sẽ coi lại băng ghi hình sao con bé lại không hỏi gì về mama chứ nói sao về em gái anh em cũng không rõ lắm vì cả ngày em ngồi trong xe trang điểm <laughs> vì con bé là con út nên À, xin chào à, chào cô <cười> <cười> xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền nữa ồ <laughs> ờ, cái gì vậy à, là rượu ôi tôi thích rượu lắm <cười> dạ <cười> mời cậu ngồi nha dạ à thôi khỏi à, cảm ơn cô nhưng mà cũng muộn lắm rồi vậy sao được cậu cũng nên dùng gì chứ à, cho anh ly nước là được à, cậu nói chuyện khách khí quá không phải là bạn trai sao à, chúng tôi chỉ mới hẹn hò thôi nhưng mà thế giới này vận động nhanh lắm <laughs> hai người gặp nhau khi nào vậy hả à cậu không có danh thiếp triển một trò chơi với bạn nên bây giờ vẫn chưa có à vậy hả chúng tôi gặp nhau vào mùa xuân năm ngoái nhưng rồi lại mất liên lạc và tình cờ lại gặp à cậu tới đó để cắt tóc à ý cô là cắt tóc phải không <cười> <cười> cô ấy đi chơi nên tôi đã nghĩ tôi nên chào cô Ồ, ờ, tên cậu là <laughs> Tôi là Bắc Sa Công Lần đầu hai người Chúng tôi đi xem kịch thì gặp nhau Ôi trời ơi, tôi thích xem kịch lắm Hai người đã xem gì vậy Ờ, à, là dở đó trong dở đó, nam diễn viên chính rất hấp dẫn, có phải không? À, dạ Thò, <laughs> nhưng ta chia rất bận rộn thường tới nửa đêm thì công việc của chúng tôi mới hoàn thành tất cả dạ vậy nên tôi muốn biết là đâu ừ, phải chờ cho tới khi phim quay xong đó <laughs> nếu như lúc nào cũng về muộn vậy thì các cô làm việc nhà khi nào phải phân ra làm phải gì không à, đôi khi trời mưa chúng tôi sẽ được về sớm <laughs> vậy tôi sẽ thuê một người giúp việc để phụ giúp hai cô nha tôi có hai người phụ nữ mà còn phải thuê thêm người giúp việc buồn cười lắm chúng tôi có thời gian dọn nhà mà Ủa Mẹ bị đau hả Mẹ bị giãn dây chằng đó mà đó. Bác sĩ nói mẹ đừng làm quá sức Từ bây giờ trở đi Bà đừng làm việc trong bếp nữa Bà cứ như phát Có cái gì vậy Ông là kén ăn nhất đó Nhưng có gì trên bàn ăn Là tôi ăn hết thứ đó Bà nói như bà quan tâm Vậy không tôi phải vậy. quan tâm mỗi tôi hả Nếu như có ba con tôi Thì chắc bà nói cho cả khu này rồi Trời ơi Tôi nói sai hả Cũng chỉ như túi vui làm việc Nào làm việc cho vui hết trơn á Chúng tôi làm việc là để nuôi sống mọi người đó Bà biết cuộc sống có bao nhiêu người phụ thuộc cho tôi không Người ngoài sẽ nghĩ ba mẹ đang cặp Vì chơi gôn Ông phí phạm tiền bạc và thời gian Trên sân gôn còn phun đầy thuốc diệt côn trùng nữa Vậy nên môi trường mới bị quỷ hoại Giải tỏa stress Tôi stress đến phát bệnh thì bà vui lắm hả Vậy chắc ai không chơi gôn Thì là đều bị bệnh hết hàng sao Tôi giải à, tỏa chưa Bà nấu quá nhiều lúc nào cũng nấu. Nè, con nhìn vào tủ lạnh đi. Ba cái tủ lạnh cỡ lớn. Chào nữa. <laughs> ông mở tủ lạnh khi nào chứ? Đó là nguyên liệu để nấu ăn Nhà thôi. Nhà có sống ở quê đâu hả? Bà có thể lạnh làm gì? Ôi trời ơi, thôi đi. Đúng là càng về già, thì đàn ông càng có nhiều hóc môn phụ nữ mà. Bà con dâu sẽ càng nhằn bà chuyện đó đó. Dạ giám đốc Lý Chào cậu Tôi gọi muộn quá phải không Dạ không sao Chúng ta đều là những người làm việc muộn mà Mai cậu tới văn phòng của tôi đi Có tình tốt đó Ở ờ, Có một công ty thực phẩm Họ mới gọi cho chúng ta Họ đã xem sau Ngưu Lan rồi Và quyết định chọn mô Làm người mẫu quảng cáo luôn Đồng trị giá 300 ngàn Có thật không Ờ thật chứ Dạ cảm ơn giám đốc 11 giờ sáng mai nghe ừ. Chuyện gì vậy <laughs> là giám đốc gọi một chủ tịch công ty nọ đã chọn rô ra Ôi, vậy tuyệt quá <laughs> đó là gì vậy có phải chữ ký của aurora không à, Để mới và xin chữ ký của con bé bà sẽ đi khoe với nhân viên đó là chữ ký của nam mô trong phim sao Ngưu lan dạ hả <laughs> để báo cho con bé biết tin mừng này dạ ngày mai nếu giờ biết tin cô sẽ mất ngủ đó đúng rồi đó em ngồi đi em đã nói với bạn trai là chị bắt em làm việc à ờ dạ và... muốn thuê giúp việc tới cho chúng ta vì em đã nói em không có thời gian để hẹn hò anh ta có vẻ giàu quá ha em đi giặt đồ đi chị để trên giường đó dạ à... dạ tính mức độ này rồi sao cô còn sát muối và vết thương của tôi mẹ để tóc này nhìn khóc ra không mẹ đừng có lo lắng về kiểu tóc nữa hãy đi học nấu ăn đi mà sao mà canh mặn dữ vậy chứ em ừ. vậy vào kim chi đúng không mẹ thêm có chút thôi hả không có nhà ta xa là không có gì để ăn hết đi nói cậu ta quay lại đi mẹ đã dứt giả để thật nỗ lực khi nấu ăn nhưng mà con không thấy chút nỗ lực nào trong mấy món này con chỉ ăn thôi có biết nấu khó thế nào không Vậy con sớm cho tới tối đêm Trong khi mẹ nấu một vài món ăn trong nhà Có điều quà thì khó gì hay sao hả Mẹ không chỉ nấu cơm còn giặt đồ dọn nhà nữa Mẹ nên tự mà nấu món mình thích đi Mẹ đó Chỉ giỏi mỗi ăn diện và tỏ ra xinh đẹp thôi Chứ không còn gì nữa hết Không thích vậy thì đừng ăn nữa Con không ăn nữa sao Thật là khó chịu Ngày con lành nữa Trời <laughs> mẹ của rora đúng là nấu ăn giỏi thật đó <cười> 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 mẹ ơi tỷ suất người xem hôm qua lại tăng thêm một phần trăm rồi bây giờ là bao nhiêu rồi dạ 16. sáu may quá họ tính riêng tỷ suất ở thủ đô à dạ với các đài truyền hình tỷ suất người xem ở seoul được ưu tiên nhất à, <laughs> con sườn hầm hả mẹ con chứ mẹ không ăn để dành cho con phải không mẹ không thích ăn thịt bò lắm mẹ có thích ăn mà à. cùng là canh dưa chuột nhưng mà canh mẹ nấu ngon hơn nhiều con nên học nấu ăn có thể bắt chước được mẹ mà được mấy món chứ <laughs> từng có ông ba ngốc nghếch nọ sống cùng đi ra ngoài khi người ba bảo cậu con hãy mang một đôi giày đàng hoàng tới để đuổi lại cậu con nói tất cả giày đều lệch đôi hết chuyện này xưa rồi mà mẹ vậy sao trước giờ con chưa từng kể cho mẹ hmm. mắt cười thật À, nhà văn hoàng ấy đã kể cho mẹ nghe đủ mọi chuyện cậu ấy đáng thương ấy không bao giờ phải lo về chuyện tiền nông nhưng một người phụ nữ nên có con để có thể trưởng thành hơn vậy nên những người chị còn sao mà so sánh được bằng mẹ được nhìn mắt cậu ấy đi cô đơn biết bao nhiêu các chị của cậu ấy sao rồi Tuyết phụ nữ đơn thân điển hình rất kén chọn à, Có thể họ nghĩ là mẹ tin chắc họ đã gây nhiều khó khăn cho cậu ta. Có thể như thúc đẩy và khiến cậu ta căng thẳng. Chưa gọi điện cho cậu ta à? Ờ, à, hôm qua con có gặp anh ấy rồi. À, thật sao? Ôi trời, con quên là chưa cho Đốc Đa ăn nữa. Ờ, à, để mẹ làm cho. cô ngủ có ngon không em ngủ không ngon lắm sao vậy <laughs> thì chỉ là vậy thôi Cô nhắm mắt lại đi. Ừ. Cô sắp nói. Ý anh là tỷ suất xem đài tăng hả? Không đâu. Nhanh lên. Một hợp đồng quảng cáo lớn. <laughs> Có tác dụng gì chứ? Vẫn chưa chính thức mà anh. Chúng ta sẽ nghe chi tiết. Nhưng đích thân chủ tịch công ty yêu cầu là cô sau khi xem phim xong đó. Đảm bảo luôn. Chủ tịch yêu cầu sao? Ừ. Giá trị ít nhất là 300 ngàn đô. Oh. <laughs> Nhưng tôi không muốn cô mất ngủ Ôi trời ơi chuyện này thật là khó tin <laughs> Nhớ tôi một cái đi hey. <laughs> Không đau gì hết Có phải tôi đang nằm mơ Không đâu Ôi, <laughs> Em bị yếu tim đó <laughs> Nhưng mà mẹ tôi bị giãn dây chằng cổ tay rồi Nên mẹ sẽ không nấu cơm trưa cho chúng ta một thời gian Ôi không, vậy thì làm sao đấy Tụi mình nó phải ăn chứ Nhà tôi sẽ thuê người giúp việc Với lại mẹ cũng có bạn thân sống cùng khu nữa Bác đã làm rất vất vả để nấu ăn cho chúng ta mà Là giám đốc Ly đó Dạ tôi nghe giám đốc trời chứ Dạ Họ đang rất gấp đó vậy là yêu cầu của chủ tịch mà dạ công ty nào vậy à thật khó tin là chúng tôi lại có được cơ hội lần này nhờ công giám đốc hết đó dạ dạ nhờ giám đốc hết <laughs>